Tử vi tuổi Tý tháng 4 năm 2022 nhâm dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 4 âm lịch, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể là những con giáp khác ra sao, nhưng đối với con giáp tuổi Tý này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Quý mệnh chủ tuổi Tý tháng 4 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc và có hậu vận vô cùng giàu sang từ sau rằm tháng 4 âm lịch, khiến cho rất nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua rất nhiều giai đoạn thì mới thực sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người chúng ta có một số mệnh riêng, và chính vì vậy không phải ai sinh ra thì sung sướng thì họ sẽ được sung sướng trọn đời, và ngược lại không phải ai sinh ra chịu cảnh khổ lầm than thì họ sẽ phải chịu cảnh lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói rằng cuộc sống sung túc đủ đầy thì có 7 phần nỗ lực, còn lại 3 phần là do may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của những con giáp khác ra sao. Nhưng với con giáp này thì chỉ cần họ cố gắng và nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì nếu không giàu sang, nứt tường đổ vách thì cũng sống trong phú quý trọn đời. Và không thiếu bất kỳ một điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 nhâm dần. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những quý gia chủ tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch qua đoạn video ngay sau đây. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi gia chủ tuổi Tý tháng 4 năm 2022 âm lịch trên phương diện sự nghiệp nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều cũng như không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này nếu có dự định mở rộng kinh doanh, làm ăn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người kinh doanh buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tý để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng này không có nhiều tín hiệu tốt, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều do cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng đầu năm khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luôn chuyển đều, không trồ sụp mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc, sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình làm sẽ gặp nhiều vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tán, không thu hồi được vốn, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung về sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng không tránh khỏi việc ốm vặt. Ngoài ra cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại và nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Tý trong tháng này nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm.
Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi Tý tháng 4 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống, sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan cho công chuyện, tiền bạc. Vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh. Dù là nam mạng hay nữ mạng tuổi Tý cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang những tháng đầu năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo, người tuổi Tý nhận nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Tý. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thân thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có đôi có cặp nên tận dụng thời điểm thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Đào hoa mạnh nên những người đã có gia đình cần phải chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh nóng vội, không tỉnh táo, rất dễ dẫn tới chia tay. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch năm 2022, tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Các bạn Bính Tý đa phần đều đã ra trường được vài năm, có cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa hai người có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Với người tuổi Giáp Tý, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Trong đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp. Dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của cả hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý đó chính là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình thì cuối cùng bạn vẫn phải giải quyết mọi chuyện được ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng người tuổi Canh Tý vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đa số, đương số cần phải đặc biệt chú ý đến các vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên thì cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý đến chế độ ăn sáng, ăn uống, những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu đến cơ thể của mình trong tương lai. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc.
Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những quý gia chủ tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên cập nhật được những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, bình an, thành công. Xin mến chào và hẹn gặp lại!